Ừ, qua kiểm Hương Vinh giới thiệu tới quý anh chị 10 cây mai tứ quý quá nhỉ. Này là cây cắt phôi hết rồi. Con tàn lại, cây này ghép là êm. Mấy cây này nở đế không quý vị? Trên cành phân bố cũng đều. Lô 10 cây này là hoành nhỏ nhất là 24 đó gì. Nhỏ nhất là 24, lớn nhất là được 36. Hay đo dụng cây này nhỏ nè. Kích thước. Đây. Nè, cây này nhỏ nhất, cây này không có đế luôn. Đó, sao cái này nè. Bốn. Cây này nhỏ nhất là hoành 24 luôn. Nó đo chiều cao một cây. Này nó bằng nhau rồi. Cái bên nhỏ là trăm mấy, 115, 118 á, mét hai cái gì này, chiều cao nó là 1m2. Cái này là chuyên cành đẹp quá, chừng bộ đế dữ dằn cái gì, bộ đế này đều hết rồi. Đó, 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 đó. Đo thử vài cây đi. Thích xuống 15 24 cái gì đó, cái này đó dưới, cái này là 31 31 nữa gì đó, cái trong đó nó chiều cao khỏi chiều cao nó bằng nhau mà. Ừ, cái bụi đó dưới như cây này là 36, 37 luôn rồi. Chiều cao khỏi mét mấy? Chiều cao thì nó 1m2 đều. Trong này có những cây đế đẹp lắm nhỉ. Cái lô tứ quý này 10 cây giao lưu nguyên lô quý vị, một cây 1 triệu quý vị. Rồi quý anh chị nào xem được cái clip này muốn giao lưu lô 10 cây tứ quý thì liên hệ chỗ Hoa Kiểm Phước Vinh đó quý anh chị. Số điện thoại là 0939 505 472. Rồi mình xin tạm dừng clip tại đây ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị ở clip kế tiếp.